Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm. Bài Điều Chỉnh Hạ Huyết Áp. Giảng viên Dư Quang Châu, Trung tâm Cảm xạ Địa Sinh Học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thập Chỉ Đạo hay Thập Chỉ Liên Tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Chúng ta sẽ học cái bài điều chỉnh cái hạ huyết áp. Thì mọi người biết đấy, cái hạ huyết áp cao á, hàng năm không phải là chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới là cái tai biến rất là nhiều, và nó không có chừa bất cứ một cái dân tộc nào hết. Ở trong nước mình á, thì nhiều khi á, bị huyết áp cao nhưng mà người ta cũng không có biết và người ta cũng không có quan tâm nữa. Thậm chí tôi đi đến những cái vùng nông thôn á, là thấy những cái người nông dân á, họ làm á, thì mọi người biết mà làm á, thì họ ăn rất là mặn, kho cá kho thịt rất là mặn. Và như miền Tây á, thì mình có cái món mà mắm đồng đó, mắm sặc rồi ha, thì mấy cái đó mà người ta lấy ướp mắm rồi xong cái là nhất là mắm lóc nha, mắm lóc rồi người ta ướp để trong lu, rồi khi đem ra cái là ăn, có khi ăn sống với bún rồi rau rồi cái này ngon đấy. Nhưng mà có nhiều người ăn xong chết luôn, tại vì là bị tai biến, tại vì nó ăn quá. Còn ở miền Tây và Cần Thơ là thì chúng ta nhớ cái món gì mà mặn nhất mọi người nhớ không? Cái con gì giống con cua? Bà kia, cái món bà kia nó rất là ngon, và người ta đâm chỉ cái đỏ tỏi nè, ớt vô cái ướp nhưng mà bà kia mà ăn với bún thì chết luôn, mà chết thiệt. Mà bởi vì là tôi có với cái người quen đó là sau khi ăn xong là đi thẳng lên trên kia luôn, không cứu kiểu thì nó mặn quá rồi lên cái áo ba miếng chết. Nhưng mà trước người ta không có biết cái phương pháp cực kỳ đơn giản đó là cái phương pháp giảm gót chân, cho nên bây giờ ăn nó là ổn rồi đó. Thì bây giờ chịu khó mỗi ngày giảm 200 lần giảm cái gót chân. Thì vì tại sao tôi nói vậy là tại vì những người mà bị cái tai biến thì cái chu kỳ của nó là từ 2 đến 3 năm nó sẽ trở lại. Và những người nào mà chịu khó chườm đá ở gan này, rồi chịu khó giọng cóp này, thì cái tai biến và bóng quyệt này, thì nó sẽ không có bị tái trở lại. Thường thường cái huyết áp cao thì nãy như tôi nói, cái xứ mình là ít có ai ta cũng quan tâm đâu, mà trong đó cũng có tôi trong đó nữa. Hồi khi mà tôi ở cái chỗ mà đương mát mẻ, thì tự nhiên tôi về cái chỗ mà nóng. Hồi xưa tôi mới về cái trời nắng nóng mà mình phát điên lên ấy, mà cái mình khó chịu trong người mà mình không biết là mình bị huyết áp cao. Rồi khi mà tôi đi dạy, nhất là tôi lần tôi đi dạy ở Hà Nội, thì tôi thấy có một cái hiện tượng gì, tôi thấy cái hiện tượng là cái miệng của tôi bị ngọng cứng, nói ngọng ngọng, nhưng mà liếm cái lưỡi mà mình không ăn. Như vậy là tôi bị bao nhiêu năm rồi mà không ăn, cho đến khi mà phát hiện lên thì nó tổn thương được luôn đó. Thì lúc đó là van tim rồi phá lung tung hết. Thì những cái đó là do ngay mình là thầy thuốc, mình còn sơ xuất nó chi đến với người dân bình thường, và ta nghĩ rằng cái chuyện đó mới vấn đề vậy. Nhưng mà tôi chỉ nhắc nhở mọi người một điều, huyết áp mà có ổn định đi nữa rồi thì cũng đừng bao giờ quên là cứ mỗi ngày chúng ta phải đo huyết áp, và chúng ta không bao giờ bỏ cái viên thuốc huyết áp, bởi vì nó sẽ
quay trở lại, không bao giờ nó chạy được hết. Thành ra là những cái mà trong cái thập chỉ tiên tâm đó, là cái độc đáo của nó đó, nhất là bây giờ chúng ta kết hợp với phương pháp giảm gót này, chúng ta là dùng phương pháp vô máu này, chúng ta dùng phương pháp trường đá nóng ở vùng gan này. Thì một cái điều chắc chắn là sau khi chúng ta hồi phục trở lại rồi thì cái điều mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời chúng ta là sẽ không bao giờ bị trở lại nữa. Chứng huyết áp cao. Bệnh tăng huyết áp nguyên phát là bệnh hay gặp ở người lớn tuổi. Huyết áp liên hệ đến sức co bóp cơ tim, lượng máu trong lòng mạch và sức cản của hệ động mạch. Ở người già, hệ thống mạch máu không còn mềm dẻo, chúng trở nên cứng lại do tuổi tác, do những mảng xơ vữa bám trong thành động mạch. Những điểm mà các bác sĩ thường nhắc nhở người mắc chứng huyết áp cao trong chế độ ăn uống là không hút thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia, dùng chất béo có nguồn gốc động vật thật ít, ăn nhiều rau, trái cây, không nên ăn mặn. Về kiêng mặn, đồ ăn có vị mặn không phải là ăn mặn trong nghĩa chay mặn. Ăn mặn giữ muối nước, gây phù, cao huyết áp. Tất cả các món dưa, cải được ngâm trong môi trường nước muối đều cứng lại. Đó là một thực tế hiển nhiên. Giống như vậy, nếu các bạn có thói quen ăn mặn hay chấm thêm các loại nước chấm, thì máu chúng ta có độ mặn cao, nồng độ natri trong máu cao. Lâu ngày, thành mạch máu bị cứng lại. Mạch máu không còn giãn ra và co lại tốt nữa. Điều này làm tim phải đập mạnh hơn để đủ đưa máu đến nuôi được cơ thể. Thêm vào đó là sức cản ngoại biên tăng lên do hệ thống mạch máu bị cứng lại. Từ đó, huyết áp tăng lên. Vì thế các bạn nên thay đổi thói quen ăn uống. Thức ăn nấu, chiên, xào, luộc, kho, v.v. nên nêm lạt và khi ăn cố gắng không chấm hoặc chấm rất ít. Chế độ ăn lạt sẽ giúp hệ thống mạch máu của các bạn chậm lão hóa, giúp sự mềm dẻo, co giãn tốt trong thời gian dài hơn và huyết áp của bạn ít có nguy cơ bị cao. Về bia rượu, hầu hết những bệnh nhân nam tuổi từ 30 đến 40 tuổi khi đến khám bệnh phát hiện có chỉ số huyết áp cao, cao hơn mức 140/90 mmHg. Đều có một nguyên nhân. Như các bạn đã biết, huyết áp động mạch của một người phần lớn tùy vào sức co bóp của cơ tim, lượng máu trong lòng mạch máu và sức cản trở của thành mạch. Khi người bệnh uống bia lâu ngày, có hai chuyện xảy ra là tăng sức co bóp của cơ tim và tăng dung tích máu trong hệ thống mạch. Do đó, huyết áp một người uống bia thường có khuynh hướng cao. Ngoài bệnh cao huyết áp, người thường xuyên uống bia cũng nên đi khám bệnh, kiểm tra các xét nghiệm về đường máu, lipid máu, cholesterol và triglyceride, men gan và xét nghiệm acid uric trong máu để phát hiện một loại bệnh khớp hay gặp ở người uống bia rượu là bệnh gút. Về tuổi tác, những người trên 35 tuổi hoặc người trước 30 tuổi mà có cha mẹ bị cao huyết áp cần phải thường xuyên kiểm tra huyết áp. Thường là bệnh tăng huyết áp vô căn được phát hiện một cách tình cờ, hoặc chưa kịp phát hiện thì người bệnh đã bị tai biến mạch máu não. Thông thường chúng ta hay gọi là trúng gió. Thỉnh thoảng các bạn cũng có nghe đâu đó ông hoặc bà nào trong xóm rất khỏe mạnh, đột nhiên bị trúng gió, liệt nửa người hoặc á khẩu, trở đi bệnh viện rồi chết. Hậu tai biến. Nhiều người lầm tưởng bệnh nhân tăng huyết áp khi bị tai biến chỉ bị một lần trong đời mà thôi. Thật sai lầm. Thực tế, cơn tai biến thường tái phát.
Do đó, điều tiên quyết quan trọng nhất là phải thường xuyên theo dõi và điều trị chứng huyết áp cao. Không được chủ quan cho rằng sau tai biến chỉ cần đi tập vật lý trị liệu, châm cứu hay day bấm huyệt là đủ. Quan niệm và thực hiện như vậy thật vô cùng nguy hiểm. Và đây là những cái dấu hiệu để nhận biết nè. Hồi nãy tôi nói là ngọng ngọng ha, rồi lưỡi cứng, thè lưỡi là khó khăn, đau vùng vai gáy vào buổi sáng, có khi nhức đầu chóng mặt ha, thì cái nguy cơ lên huyết áp rất là nhiều. Thì mọi người biết rồi, cái tai biến là khi nó đã bị mà cái cơn đột quỵ rồi đó, thì chúng ta khó mà ngừa trước được. Bởi vì nó lên lúc nào, lên ban đêm, lên lúc mình đang ngủ. Và cái điều mà lên nhiều nhất là mọi người biết đâu không? Là lên khi mà mình đi toilet. Tại sao? Tại vì khi mình đi toilet á, thì mình ngồi đi cầu á, thì khi mà mình đi cầu á, mình hẳn, thì khi mà mình hẳn á, thì lập tức cái ống, cái van, mà van phế quản của mình đóng lại. Và khi viêm van phế quản đóng lại thì cái áp suất ở bên trong á, nó cao hơn cái áp suất bên ngoài, và Việt Nam nó tăng lên đột ngột. Và ở miền Nam với miền Bắc nó hai cái phong tục khác nhau. Ở miền Bắc ấy, mà bị tai biến ấy, là thường thường chết nhiều lắm cứu không được, mà miền Nam ấy, thì lại cứu được nhiều hơn. Mọi người đâu ai biết tại sao? Mọi người biết không? Không phải. Ở miền Bắc ấy, là người ta là ở nhà đó, nhà nó người ta tính tiết kiệm dữ lắm, cho nên cái cửa mà toilet này thường thường là họ mở vào trong không à, họ không mở ra ngoài ha, họ mở vào trong không, kéo vào trong để ra, chứ không bây giờ là để gì biết, để đừng chiếm diện tích bên ngoài đó, xây dựng ha. Thế ra khi mà họ thấy nó đun xuống cái đó, họ chặn ngay cửa, thì họ chặn ngay cửa. Thì mà mọi người biết những người mà bị tai biến là không có người nào nhỏ con lắm. Thành ra là họ chặn ngay cửa xong rồi cái toilet ngay đó nữa, họ bị kẹt ngay đó và đẩy cửa vô, không bao giờ đẩy được vì nó chặn ngay cửa rồi. Còn ở miền Nam cái cửa nó mở ra ngoài. Thành ra khi mà bị đụng một cái, người ta nóng, người ta mở cửa ra liền, người ta kéo như mình ra đây là được ngay. Còn ở miền Bắc thì mở vô trong, cho nên là bị kẹt dính ra đó, và bị cái tai biến là cấp cứu thường là trễ. Cho nên là trong cái toilet bữa nay tôi đi thăm một cái nhà rất là lớn, nhưng mà ta vẫn làm cái toilet đó. Tôi thấy làm hay lắm, đó là cái cửa lùa đó quý vị, cái cửa lùa đó. Thành ra là mình nhìn vô mình không thấy cái toilet, nhưng mà ta kéo cái cửa lùa thì cái cửa đó là cách nào vậy, nó không có chiếm cái diện tích ở bên trong như bên ngoài, và chúng ta kéo một cái là nó mở ra được liền. Thì tôi cho rằng cái cửa đó rất là đẹp, làm cái chỗ của toilet. Cái điều thứ hai nữa là ở nước ngoài là khi một người mà bị cao huyết áp rồi đó, thì thường thường cái giường mà toilet họ thì họ gắn, thường họ gắn cái một cái thanh hình chữ U ngay cái chỗ toilet. Để khi ngồi dậy là ngồi toilet xong ngồi dậy thì cái tay người ta nắm đang ngồi dậy cùng với cái chân, chứ người ta không có dùng cái chân không, người ta dùng cả cái tay. Và trong cái nhà cái phòng ngủ vậy là người mà bị huyết áp nằm, cái người nằm sát ở trong tường ấy, để chi để khi mà thức dậy ấy, thì ở ngay bên cái tường cũng có một cái thanh chữ U, người ta thò tay ta nắm như thế, ta ngồi dậy từ từ ta dùng sức cường, chứ không phải là đột ngột ngồi dậy cái làm xong tay biến luôn. Thì tôi nói mọi người mấy cái động, mấy cái đó nó nhỏ vậy, nhưng mà thực ra là cái người mình ít có quan tâm, tôi qua Đức thì tôi thấy ở Đức họ cũng làm vậy, nhưng mà riêng bên Pháp họ làm chặt chẽ. Như thế nào người nào bị huyết áp rồi thì giường ngủ của họ rồi toilet của họ lập tức cái y tế người ta đến ta coi và ta đề nghị là ta gắn liền, không có bao giờ để cho cái chuyện này xảy ra. Đó là vấn đề mà đã là chuyện ở đây là chúng ta thường thường là giải quyết chuyện đã rồi, đây chuyện đã rồi, và khi giải quyết là chuyện đã rồi thì cái người Việt Nam mình thì có một cái chuyện đã rồi thì cũng là buồn lắm.
Và một cái đáng buồn mà tôi nói là tại sao nói cái chữ liên tâm, những người ta biết và chúng tôi chỉ làm những cái lớp để hướng dẫn chữa bệnh và chuyển giao công nghệ cho những người nhà để săn sóc. Tại vì cái phương pháp này mà hồi phục cũng khó, nhưng mà chỉ cái khó là gì, đó là sự kiên trì và sự tình thương yêu của người con, người vợ và ở trong gia đình. Tôi nói cái điều này để cho mọi người suy nghĩ. Và tôi không biết là đi là cái ông kia ông đi bệnh mà không có một bầy thế tử, tức là có vợ rồi có con, hai đứa con ngay, hai đứa con ngay. Thì tôi thấy nó là tôi cảm thấy ấm lòng lắm này. Vì tôi biết rằng nếu như mà những người này được ông này, ông chắc sống không có hậu. Thành ra vợ, con thì thương yêu, lo lắng, tuổi lớn rồi. Còn hai đứa con này đi làm việc chắc nó cũng bỏ chút xíu thì giờ để săn sóc bố mẹ. Bởi vì không có ai mà săn sóc được cho cái người bệnh mà bằng người trong gia đình mình hết. Tại vì mọi người biết rồi, cái di chứng mà tai biến mạch máu não khi mà mắc rồi đó thì không có bao giờ chữa trong vòng một tháng mà khỏi. Mọi người đừng có tin rằng những cái thần y mà bấm một lần là đi được, mấy cái đó là biểu diễn ảo thuật thôi, không có bao giờ có chuyện mà hồi phục. Bấm xong cái thấy đi được, quan hô vỗ tay xong cha thầy quay mặt đi, cha kia ngồi bệt xuống ngày mai lên, không bao giờ có chuyện đó. Và tôi làm thầy thuốc thì không bao giờ tôi mơ cái chuyện đó. Mà cái mơ là gì? Mơ là làm sao người nhà phải hiểu được cái điều này và người nhà phải cùng tham gia với thầy thuốc, hay tham gia với người trong gia đình để cứu lấy người thân mình. Rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy là thường thường là khi mà chúng ta bị cái cơn đột quỵ không bao giờ tự nhiên quý vị. Là do gì? Là chúng ta tuổi thường thường sau cái 50 tuổi thì những cái chất xơ vữa nó bám lên cái thành động mạch, và những cái cholesterol nó làm bám lên thành động mạch và nó làm cho cái máu mạch của chúng ta dễ vỡ, và chúng ta sẽ gặp cái tai biến khi cái cục máu đông mà nó tan vậy, và nó làm cho vỡ mà mạch này. Và cái điều quan trọng ấy là chúng ta có vũ khí, cái vũ khí thứ nhất là dẫm gót chân, cái vũ khí thứ hai là trường đá, trường đá. Khi mà bị tai biến, khi bị vậy là một ngày trườn hai lần, một lần trườn từ 2-3 giờ đồng hồ. Bây giờ đây là cái phác đồ điều trị, thì mọi người sẽ thấy là gì? Mình chỉ làm đơn giản thôi. Mọi người sẽ lấy cái bàn tay mình giúp ngón cái, giúp cái ngón cái và cái ngón giữa. Mọi người nhìn tôi làm là đơn giản thôi. Tôi nắm tôi kéo vậy nè. Mọi người nắm như nè. Nắm như nè. Giúp như nè. Rồi ngón giữa nắm giúp như nè. Thì đó đơn giản vậy đó. Thì cái huyết áp nó sẽ ổn ngay. Vì sao? Vì cái người á mà bị huyết áp á là họ bị trong lúc đi xe, trong lúc ngoài đường và sau uống thuốc kìa, đúng không? Thành ra là nắm mà kéo vậy đó. Thì nghe cái đầu mình hơi choáng váng thì mọi người cứ chịu khó chéo nghe như tôi vậy. Có ai mà bị cái tim mà bị nghe nhéo nhéo ở trong cái tim không? Có ai bị không? Ở đây có ai bị không? Em bị không? Khi mà bị cái đó là chỉ một cái nữa, đó là cái dấu hiệu của cái thiếu máu thư tim rồi nè. Thì khi bị đó dễ lắm, nắm cái tay nhéo như này, nhéo như kia, nhéo như này, nhéo như này, nhéo như này, thì nó giảm cái cơn co thắt thư tim. Mọi người nhìn nè, mình coi vậy chứ nhéo đau lắm nha, đúng không? Đây nè, đúng không? Đấy, nhưng mà nhéo cái này nó hết co thắt tim liền. Bên tay trái. Thường thường á, những cái người mà thiếu năng, thiếu máu cơ tim á, thiếu máu cơ tim á, nó có những cái cơn đau thắt ngực. Thì cái thuốc á, người ta thường dùng nhất là nitroglycerin, ngậm dưới lưỡi. Nhưng mà nếu như mà mình biết cách á, mình chỉ nhéo vậy là nó giảm cơn liền. Ngay nếu như trong trường hợp mình bị huyết áp thấp, mình bị choáng váng, là mình cứ tưởng là huyết áp cao, thì
tiền mình kém cũng không sao. Nhưng mà thực ra là dễ lắm. Những người có tiền sử cao huyết áp thì biết rồi. Không, những người nào có tiền sử huyết áp thấp là biết rồi. Không? Rồi cái thứ hai nữa là mình chú ý là hôm đó mình vui quá, mình ăn nặng quá mà mình thấy cái cơn này choáng váng, rồi mình thấy đau hai gái thì biết là huyết áp lên. Chứ là không phải làm sao mà thấp được. Rồi cái phương pháp điều trị bảo tồn ấy, thì tôi vẫn nói mọi người ấy, ở đây ấy, là dùng đá massage trượt dùng gan mỗi ngày 4 giờ là gì? Chia làm 2, buổi trưa là 2 giờ, buổi chiều 2 giờ. Nếu như một người bị huyết áp cao thì buổi tối cho là đủ rồi, 2 giờ là đủ rồi. Nhưng mà người bị tai biến, giống như là bị tai biến, các anh chị bị tai biến thì bắt buộc là mỗi ngày phải trượt 4 giờ. Buổi tối trước khi đi ngủ 2 giờ, buổi trưa 2 giờ. Nhưng mà điều đặc biệt là khi mà trước khi mình chờ thì điều quan trọng là gì? Mình đo huyết áp trước. Mình đo huyết áp trước. Và khi mình đo huyết áp xong rồi, mọi người sẽ chồm thêm cái đá massage vô dùng gan nữa. Thì mọi người sẽ thấy cái điều gì xuất hiện? Tức là huyết áp lúc đó sẽ trở lại bình thường liền. Hay cho giờ đó luôn. Thành ra là mình nên đo trước khi chồm và sau khi chồm xong mình đo để kiểm tra lại lần thứ hai. Thập chỉ liên tâm có hiệu quả rất tốt trong một số chứng như đau lưng, đau chân, đau dây thần kinh tọa, đau mỏi vai gáy, tay chân không dơ lên cao được, tự kỷ, di chứng tai biến mạch máu não gây liệt, méo mặt, câm, điếc, tự khóc cười, chân cao chân thấp, ù tai, nặng tai, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, giúp cắt cơn suyễn, giúp tiêu đờm, vân vân. Phương pháp này vô cùng huyền diệu. Với những kết quả rõ rệt đầy tính thuyết phục của thập chỉ liên tâm, chúng tôi tha thiết mong muốn đưa phương pháp chữa bệnh độc đáo này phổ biến rộng khắp mọi miền, đến tận cả vùng sâu vùng xa, vượt xa cả ngoài biên giới nước nhà, để giúp người dân được nắm bắt một phương cách chữa bệnh không dùng thuốc, đơn giản mà hiệu quả. Những bài giảng cả lý thuyết lẫn thực hành được chúng tôi ghi và phổ biến trên mạng một cách cặn kẽ để mọi người tự học và có thể điều trị từng loại bệnh cho người thân. Khi thập chỉ liên tâm đến được với quần chúng thì đây sẽ là một phương tiện, một công cụ hữu hiệu giúp cho mọi người có thể tự điều chỉnh những chứng bệnh thông thường cho nhau mà không phải tốn kém nhiều chi phí, không đi lại vất vả. Đặc biệt nữa là khi người thân, bạn bè, xóm giềng tác động thập chỉ liên tâm cho nhau sẽ giúp tăng thêm tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Dư Quang Châu.